a look at the first picture and describe. The cat was on in a tree. Yeah, the cat was on the tree and two children are shouting. Are shouting không được. Are shouting nó là bị động. Are shouting nó không có nghĩa gì cả. Are shouting. Are shouting. Are shouting. Are shouting. Động từ be cộng động từ thêm in nó mới ra dạng tiếp diễn đang nó thì hai đứa này đang la. The children are shouting. The children are shouting. Again, the children are shouting. The children are shouting. Hoặc là nói the children shouts. Chủ ngữ có động từ trực tiếp đúng không? Cái mẫu câu ngữ pháp phải đảm bảo, nếu không thì nó không ra nghĩa. The children shouted. The children shouted. À, nói về quá khứ được luôn ha.